Oke, jangan. Hello. Masih tadi tuk tap ah. Nhưng tôi chưa chỉnh tiêu đề rồi. Tập 2 mới đúng. Ok, bây giờ tiếp tục tập 2. Nãy tôi ngồi tôi chơi một lúc rồi. Để test mode mà xem nó ổn định không. Chắc là do mode banner monitor chúng ta bị lỗi rồi. Thì lúc nãy chơi thì có chiếm lại cái Akisar Caster này, chiếm lại xong thì thằng mất dạy Lucon nó lại mang quân để nó chiếm tiếp. Thay nến đã giữ được. Hello. Rồi. Cũng mở thêm vài workshop rồi. Mở hết rồi. Được hai cái mỏ lông. Mở kem tí cho nó đỡ mốc camera anh em. Đâu tôi có đái với mộ Lucon đâu. Tôi là bái tế. Ờ, chích xài bét vậy. -186. Làm tí đấu trường. Chào anh em nhé. Lên cam nó béo đây anh ạ. Chứ tôi bình thường mà có béo đâu. Béo đéo đâu. Không béo. Ờ, vặt. Không biết cứu được không nhỉ? Nó chưa đánh đâu. Còn này xa đấy. Ba ngày sợ đéo kịp. Đây em ơi. Đánh rồi, đánh rồi.
Rồi. Oh, mình được điều khiển hết à? Lao liếc bay đầy trời này. Bọn này đúng là bọn chuyên ném lao. Hủy diệt. Dao này còn không kẹp nách, à cái dao nó không kẹp nách được chứ.
Tôi là điện thoại nóng mà cho tủ lạnh nào. Mình còn hai lần muốn lấn vào biên giới và thất bại cả hai. Nhật Bản đang trả giá của tiền. Tiền đâu mà mua đồ. Không ai chết. Chưa đâu. Lên tướng tôi đang tính ở cái nhánh Kizoku này mới là nhánh có tướng. Còn nhánh Ashigaru thì sẽ không có tướng. Nhánh Ashigaru chắc chỉ là dùng tướng clone để nhét vào trong pháo đài với cả cho đi buôn giết thì thôi. Không có gạch này. Xây cái này trước. Cái này mình sẽ không giết tướng, mình vì giết tướng nói chung là sau thì hơi dễ. Cái này tôi đang cố gắng là muốn thay gọi là gì nhỉ? Tiếp quản cái nước này thay thế Mesui. Chiến nội bộ này. Hello cutie pie. Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé, anh đẹp trai mặt cười. Cảm ơn Trung Nguyễn nha. Chúc em xem stream vui vẻ nha. Achaku này. Nhưng mà ở bản mới này có chức năng là mình có thể bầu được nếu mình đủ thân thiện với mọi người.
Nhưng mà tôi không thấy nó có hiện ở đây. Không biết. Ôi! Đéo hiểu kiểu gì chém không tới. Bình thường là nó sẽ có hiện ở đây cái chức năng bầu cử như... à, ở đây này, xem như ở đây chỉ có clip nhỉ, hay là phải làm quét nhỉ? Dụng mà đang sở hữu bệnh quân đoàn đi. Đánh nhau một tí đỡ phí điểm. Hello cutie pie. Iku Kimochi ii, chúc anh và anh em đang xem live buổi tối mát mẻ. Cảm ơn Giang Thần nhé. Nếu hiểu đang nói cái gì. Hiểu mỗi Kimochi thôi. Không hiểu sao thằng đu con này nó lại có cái bọn looter. Bọn looter ở trong quân đoàn. Grather. Sống chung với lũ vậy. Tôi không biết nguyên nhân crash của cái bản này nó là cái gì mà tôi để tôi tắt đi. Nhiều khả năng là do mốt Benny Militer nhưng tắt rồi thì nó vẫn kiểu vẫn nó đã bị rồi ấy. Hay nó cứ crash tiếp. Chào Kiên Bùi nha. Sao tôi không có cái bầu cử ở đây nhỉ? Bây giờ Mesui phải chết đúng không? Mesui 51 tuổi. Mesui phải chết thì mới có bầu gia tộc. Bây giờ mình thống lĩnh bọn này, cứ thống lĩnh đã, bởi vì chào Spec Marine. Thôi cứ phải F5 liên tục. Quên cái là không.
Vẫn là Maker. Đây này, bọn này lag này. Bảy trăm quân. Nhiều khả năng nó sẽ đánh tiếp pháo đài này, mình sẽ mua lương thực từ mình chui vào thành. Chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ba trận đó, trong thành có 100 nữa là 400. Nó đéo công ở đâu, là gần này quân bọn nó không công rồi, không bằng mắt. Tuổi để xui cầu vừa tốt đấy. Chúng ta cần quân lực của Mesui ổn định. Lấy đầu kem trước rồi, kem này không lấy đầu đâu. Lấy đầu sau, bọn nó yếu lắm. Thank you.
xong rồi mua cái đao dùng. Giáo nó không có kẹp nách. Cái gì? Quân của mình rồi. Chết, chưa chết ai mà giết tận 123 rồi á, kinh vậy. Giết nhiều vãi mà chưa chết một ai. Kinh thật. Đừng đùa với các samurai. Bắt, bắt xong rồi lấy tiền chuộc. Tội gì. Giết nó xong rồi sau bọn nó yếu. Đánh không hứng hứng. Gần 200 mạng. Không chết một ai. Buồn. Bọn này thì bọn Yari Ashigaru này thì chắc là không để bọn clone rồi anh em. Để clone thôi. Mấy thằng này tôi cho làm hết thường nhân. Tôi đang thiếu tiền. Thì tôi cũng chưa có thành to nên hai thằng này tôi để hết làm thường nhân đi. Để clone đi. Cha đe. Chade và Cham. Bọn này nó nông dân, không phải tầng lớp quý tộc. Biến nó một thằng chết. Ngựa một hai con thì hơi hở, cứ dùng. Tôi sẽ phong, tôi chỉ phong tướng cho mấy dòng tướng đen này thôi, là samurai thôi. Mấy thằng Ashigaru lấy làm gì, mấy thằng này cho làm thương nhân hết, kiếm tiền cho mình. Thu nhân lại có mấy cái thằng này nhỉ? Một cái donate vào. Để mấy thằng xịn thôi. Để có tuyển lên thì tuyển mấy thằng xịn này. Bên mình giết được hơn 8.800 quân của nó rồi. Bắt 11 tù nhân. Liệu nó đã đòi. Có thể hòa bình rồi. Support 100%.
Hoàng Tất Kỳ trả 380, đối với tôi nghĩ thế là hợp lý rồi. Có lẽ là hòa đi để chúng ta ổn định tình hình. Chúng ta được chia một ít tiền. Quan trọng là hòa bình. À quên, không bán tướng. Bán tướng đã chứ, fuck. Có kỵ cung, có cả đạo quân nữ. Đạo quân nữ chính là đạo kỵ cung này. À, Kizoku đạo à không, không có kỵ cung, tôi không chơi kỵ cung. Nói chung là kỵ cung chơi thì tôi thấy không cần thiết. Bắn hay trượt mà cũng chả tác dụng gì. Để cung bộ hay hơn. Rồi mình làm hai đạo kỵ hai bên là đẹp. Bởi vì đạo kỵ cung nếu mà như tôi chơi thì tôi toàn cho đứng sau cung để bắn ấy. Toàn cho nó đứng im. Vì nó lao lên thì nó cũng chả giải quyết cái gì. Bắn cũng không mạnh. À chết, quên cho nó làm thứ nhân nữa. Hết tiền. Hai thằng thương nhân. Học kỹ năng trả đè lên cho nó. Có chút cháo. Cung bộ ổn hơn. Kỵ thì mình chơi kỵ cận chiến thôi. Làm quét của mấy thằng này. Trên lính cho thằng này. Trên 20 thằng. Chắc tôi phải có một cái thành to nữa thì tôi mới được quyền bầu cử người lãnh đạo.
kinh, được tiêm rồi. Mình còn chưa tiêm. Tuyển tuyển thế, trông thế mà mình cũng được gần 200 lính Nhật rồi đấy, đùa đâu. Quân của mình là 44, để khoảng 50 thằng. Cày thật. Đi chiến lính cho thằng này. Hình như bọn looter này nó theo phe của cái thằng Lucon rồi. Đi đâu toàn là màu trắng. Chỉ có bọn ngựa được không. Xúi giục chiến tranh rồi. Mông chung
nó ghi cái tiền trả như này, tức là tổng cả nước của thằng này nó phải trả mình 100k mỗi ngày từ tất cả các chư hầu. Thằng này bây giờ 57% mà chắc chắn là mình sẽ công được nó. Bây giờ phải đánh nhau chứ không. À, có cái hai ao đấy, ra diệt cái hai ao. Đấy gọi là Lucon mua chuộc được Looter, mua chuộc được hệ thống cướp trên toàn bản đồ. Ba thằng mình vẫn đéo vào đâu. Ui đánh như thế thì mình có thể có cơ hội lấy được cái thành này. Nhưng bọn nó đang bị ai đánh? Mông Trung vẫn đang bị ai đánh ấy. Thống nhất gọi là lãnh thổ Mông Cổ quy về một mối. Nó đang đánh nhau với nữ hoàng. Tuyên chiến đi. 74%.
À mình còn thằng em nữa nhỉ? Hỏi lấy vợ cho nó luôn. Irai này. Quá sợ lấy được Ranzaga. Thế là mình mất nó à? Ồ mình mất nó. Nếu mà chọn option đấy không phải là lấy mà lấy ở gả đi. Không được. Có một option lấy nữ làm rể. Lấy em khác. Kỵ binh kỵ cung 131 còn cả. Làm sao nó đuổi được thằng này? Đây 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 cho em luôn vậy. Game này có chơi đến cuối hay xui thôi. Ra thì nó bị crash, không bị crash liên tục, không phải crash cứng thì vẫn chơi được. Nhưng mà nó bị sống thống chung với lũ thôi. Cố liếm được thêm cái thành này nữa là tôi chắc là sẽ không âm tiền nữa. Các bạn cái thành kia đang lo đi thấp thành ra dân chúng nó không nộp thuế. Lên 18 rồi, à lên 11 rồi.
Con cho xin cái thành nào.
thằng này thu tiền cho mình được chưa? Vẫn 57, chưa thu tiền. Loyalty vẫn chưa đủ. Dân chúng không chịu làm việc. Tốt. Vì anh xứng đáng. Thêm được một thành nữa. Trận vừa rồi không có thằng nào lên để mình cho làm thái thú nhỉ. Hai thành này đều bị raid. Hai đứa này đều là phó tướng của mình. Chơi security bởi vì hai chỗ đấy nó bị rết làng. Chịu rồi, đợi khi nào cái làng nó hồi thì mới. Mà hình như caster thì không bao giờ nổi loạn được. Caster bị trừ kể loyalty không thì nó cũng chỉ là không sản xuất nữa thôi. Mình không có thu nhập thôi, chứ còn nó tôi chưa thấy bao giờ là cái caster tạo phản bao giờ cả. Nên là tao không lo lắm. Rết hết làng chỗ này. Trận vừa rồi đánh mà mấy cái thằng này nó lại không lên được level nhỉ. Đi đâu đi em? Ồ, đây à? 40%. Thành này hơi xa tôi. Tôi còn 64 điểm để dành cho những cái thành khác. Được, được, được thôi. Ba thành mình để dành điểm này, sau nhớ đâu nó chiếm được thành to mình phải liếm ngay. Chạy nhanh ấy. Speed 5.8. Fuck kidding me. Cần thái thú.
tương sau phải ít thẻ thú. Hết tiền à, thành này thì cứ từ từ đã, thành này đầu tư thành này chưa chắc đã giữ được. Cần một cái pháo đài to chứ không còn này. Bị công lại luôn à? Quay lại thôi nào. Infantry! Soldiers! Forward! Infantry! Nhìn lính Nhật màu đỏ nhìn đẹp nhỉ. Cờ sau kiểu cờ đỏ chấm vàng. Quý tộc vậy nhỉ.
Nhốt thằng này vào đã. Hai ca tư mà cướp ở đây nhiều thế nhỉ, toàn cướp cưỡi ngựa này. Gỗ ở đây rẻ thật đấy. Bọn này bán phá giá thị trường à? Phạm Đăng Quốc. Thành này cũng bắt cộng tiền nhưng mà cái tiền phí duy trì cho đám lính này nhiều quá. À, bấm nhầm. Làng ở đây cho lính xịn luôn. Ngon.
Bây giờ mình đang rất thèm khát Chakan. Nhưng mà mình không đủ điểm để gọi quân. Quân đoàn của Mesui đang tới Darana, đang ở đây. Không đủ điểm. Sao tôi lại không bấm được mấy cái này nhỉ? Từ từ đã. Không hiểu sao mùa 23 là một vấn đề. Thôi ra vào lại. Bọn nó đang huy động quân kìa. Nhiều khả năng nó đánh vào cái thành kia của mình. Chào Hao Chiêu, Hao Chê Nguyễn. Bấm vào cái nút gì sao bây giờ tôi không bấm được 123 nhỉ? Tôi thoát hẳn game này mà. Vãi lìn. Trận thủ thành còn tùy thuộc vào AI. Nó mang có 200 quân thế thì khó mà tạo được thủ thành. Không. Noom Lock thì liên quan gì? Noom Lock vẫn sáng rồi. Bấm 123 ở bàn phím bên trái cơ mà. Chết mẹ. Liệt cái nút. Sao bị liệt nhỉ? Tôi vừa không, lúc tôi vừa để tay bấm một phát vào đâu đấy, tự nhiên nó lại không được. Ba ca tiền. Không bấm được cái nút này là căng đấy. À, bị biến nguyên nhân rồi. Bấm nó chuyển sang bàn phím VN.
Take over command. Infantry. Infantry. After. Stay close. Đường quân thì chết hết rồi kìa. Thằng này cho làm thống đốc quan huyện. Thiếu mấy thằng slot này vãi trưởng. Hello cutie pie. Em có tí việc nên off sớm, có gì mai em xem lại bay anh mặt cười. Ok, cảm ơn nha, cảm ơn Trung Nguyễn nha. Có việc thì cứ nghỉ thôi. Xem thì không xem, lúc này thì xem lại. Vấn đề gì đâu. Thằng quan huyện này để ở thành Kha-Kun đi. Kỵ thì tạo được rồi đấy, nhưng mà hơi ít nên từ từ đã, tạm thời tôi thuần bộ để cho nó mạnh tí đã, đi bán tù binh đã, vứt thằng kia vào trong này nó đi bán tù binh. Tiền tiêu. Bọn lính kia còn bao nhiêu thằng? Còn có 2 thằng, thằng nộp luôn đi.
Phải trên sạch đủ à? Mê xui mang quân đi đâu đây? 200 quân hơi ít. Mình cũng không có đủ quân. Nó đi rết. Để tích, để đỡ bị âm tiền nên tôi sẽ lấy hết cái quân từ cấp 3 trở xuống ở đây. Tôi đi donate để tôi lấy điểm. Đi lên nét lấy ít điểm. Nuôi bọn này hiện tại mình cũng không đủ khả năng. Cầm nó đi đi. Thiếu chứ. Chưa đủ điểm để huy động quân đoàn nha. Đang có lợi thế chiếm Chai Khan này, ngon quá. Mesui tiếp tục tạo đạo quân. 700 quân rồi. Thành này vẫn loyalty vẫn chưa lên. Nên nó vẫn âm tiền. Không sao, dần dần nó sẽ lên rồi. Ở đây 47 thằng là cũng tạm rồi. Cấp cho mày 5.000 tiền thôi. Rồi thì như vào trên hai mấy thì nó mới bắt đầu nó mới ra tiền. Nói chung là cũng tạm ổn. Hội quân với Mesui chúng ta cố liếm được Chai Khan à. Mình có 100 điểm rồi. Sẵn sàng bầu cử. Mesui đến Chai Khan nữa. Không. Mesui. Lên cái thành đấy làm mẹ thì đánh Chai Khan đi. Thái thú anh học cham hết rồi mà. Ừ. Cham mà. Nhưng mà còn sơi cái cham mà để có thể lấy được cái loyalty của nó tận đây cơ. Sơi. Không quan trọng. Theo em là Mesui, chị oánh xuống Chai Khan cho em, xong em cầm thành đấy. Hợp lý. Rất là hợp lý luôn.
Theo em thì em nhận thằng Mông Trung bây giờ hết quân rồi, nó không thể làm gì được chị cả, nên đánh xuống Chai Khan là một lựa chọn sáng suốt, hoặc là một cái thành to nào đấy. Nhưng mà em nghĩ là Chai, đúng rồi, tiến xuống Chai Khan đi chị, tiến xuống Chai Khan. Em có 100 điểm. À, thôi thằng Mông Trung đi chỗ khác chơi, có phá nữa. Chai Khan rất là đẹp, gần hai thành chính của mình, hai thành phụ của mình. Đây là cuộc chiến nội bộ của những người anh em Mông Cổ. Ờ, thành đấy mất được thì không cần. Thật ra có thì cũng tốt, nhưng mà lúc này thì không giữ được. Chúng ta phải bỏ mấy cái đấy đi. Cái dòng trên thì nó liên quan đến thống đốc, mình không quan tâm. Dòng dưới thì là lương sẽ được giảm, lương trả cho lính của mình sẽ giảm 50% nếu khi chúng ta đợi ở trong các thành trì, cũng không cần lắm. Nhưng mà cái ở dưới thì không có tác dụng. Cái dòng trên thì tác dụng cho thái thú, dòng dưới lại không có tác dụng gì, nhưng vẫn chọn cái này thôi. Chọn cái này thôi. Đoàn buôn sẽ giả lại 5.000 vàng khi nó bị phá hủy, mất đi. Giảm 25% tiền mua những cái gọi là thức ăn. Thật ra ít khi mình mua clay, iron, cotton và silver trong shop, mà mình mua thức ăn là chủ yếu, nên chúng ta phải chọn cái này. Gần như là chúng ta chẳng bao giờ mua sắt sủng cả. Chào Phong Nguyễn nhé. Tớ chúc may mắn anh là. Giờ mới ăn cơm cả, 9 giờ rồi mới ăn cơm à? Mất chưa? Chưa mất. Lại công à? Đánh luôn đi. Mất thành chưa? Chưa mất. Tôi nghĩ bọn game này nó phải chỉnh lại cái phần này cho AI, bởi vì AI làm mấy cái việc này quá mất thời gian. Thứ nhất là nó không hiệu quả. Và cảm giác như nó cầm chân bọn AI ấy. Cho quên lương rồi, đánh đi bà nội. Mình vẫn chưa mất thành kia, vãi lìn. Dòng dưới liên quan đến thống đốc không quan tâm.
Chúng ta cũng không mua gì là nhiều, chúng ta toàn mua ở trên thôi. Cứ thức ăn mà nã thôi. Dòng trên thì personal không có tác dụng. Như vậy chúng ta chọn cái dưới. Chào Jerry nhé. Đánh rồi. Ông ơi, ông có thể dùng núp xe bắn đá thời gian rồi. À, chả biết, tôi đang bảo AI mà. Cố lấy được cái thanh này. Fuck you. No. Ra đỡ thang cho tao đi mấy cái thằng này. Ôi sao dù kẹt chết luôn. Đùa tao à.
Đùa tao à? Khốn nạn này. Quá, thằng cháu chết mẹ rồi. Chưa kịp cho nó lấy vợ. Khốn. Lấy cái thanh này để tế nó vậy. Phải chôn xác cháu trong cung điện. Chôn xác cháu dưới cái hố xí nhà ta. Sau này thường xuyên được đến thăm cháu hàng ngày. Báo cáo với Mê Xui là cháu tôi chết rồi. Rất là anh dũng trong cái trận chiến này để có thể lấy được chai khan. Nên là yêu cầu nữ hoàng cho cháu cho tôi cái thành này. Đây là một điều gọi là đòi hỏi rất là hợp lý. Damn it. Chém vu vợ cũng chết. Cái quá. Fuck. Thằng kia mất chưa? Có thằng kia chưa mất. Chó ốc chó. Sojo là cái gì? Damn it. Thôi cho em chai khan đi. Mê Xui của con gái nhỉ?
thằng nhà trước mất lại bị không. Chai khan vẫn bị âm tiền chứ. Loyalty thấp. Chết mẹ. À, nó có hai đạo chứ mày à? Giật cả mình. Infantry! Footmen forward! Game thì đầy game nhưng mà vấn đề là stream lên thì cũng không thể stream nhiều được. Stream nhiều nó bị loãng kênh. Chứ off thì tôi vẫn chơi đầy game. Ngày trước tôi cũng thử stream nhiều rồi nhưng mà stream nhiều nó chả có view. Được tí view thì stream là mẹ.
Agents, take command! Không thấy anh comment là cái gì? Mình thiếu Scout, thằng cháu chứ là Scout. Scout và Smith. Một tướng của nó chết trong trận này. 34 shop. Được, lấy xong đi donate. Ừ, nó chả có tiền mà mua này. Ồ, này bị bắt đâu đây? Tập trung xây lương thực chỗ đó. Chỗ này thuần bia luôn à? Nhưng mà mình full mẹ workshop rồi. Thì bán một cái workshop kia thì đi đâu nét lính nữa. Con này bị bắt lẻ. Hòa bình với khu rát. Ok thôi. Đấy là chai khan. Yên ổn. Dân giàu nước mạnh.
Đây, được một samurai xịn đầu tiên. À quên mất, thằng này làm sao mình cho làm cao được. À cũng được, cho nó làm tạm. Không có tiền mà mua gì luôn lúc này anh em. Nghèo chết mẹ luôn đi. Duy trì quân đội đang chật vật này. 192 điểm. Có lẽ tôi sẽ xin Mitsui ban cái luật săn bắn để tôi lấy hai lương thực. Cho các thành. Bù lại là sẽ bị trừ 0.2 loyalty, nhưng 0.2 cho loyalty nó cũng không phải vấn đề lắm. Bây giờ mình về Chai Khan thì mình ổn định khu vực này. Tăng quan hệ với gái đi. Thằng đen đen này là thằng đéo rồi đấy. Game này tướng phụ chắc chắn sẽ khó hơn rất là nhiều. Thành này tôi đang sợ sẽ có nổi loạn này. Anh không ngóc nốt bởi vì anh cần lên charm, anh muốn lên cái này. Cái cộng 10 loyalty này. Bởi vì cái thành Chai Khan này đang bị âm loyalty. Nó đang có tỷ lệ nổi loạn. Thành này mà nổi loạn hơi bị phiền đấy. Chai đe thì lúc nào up chả được. Thằng này hiện tại là vẫn đang âm. Âm 2. Âm 1 rồi, 1.9 loyalty 8 rất là căng. Không biết là nếu mà tôi cứ đứng ở trong thành thì nó có nổi loạn không.
Nhiều đấy. Mới có một samurai xịn rồi. Tướng lên ít ít như này còn dễ kiểm soát, từ tướng lên nhiều quá. Chả biết thằng nào với thằng nào. Anh cũng nghĩ anh trong thành nó sẽ không nổi loạn đâu, anh phải đứng ở đây. Anh đợi up charm của anh lên lên cái dòng này. Castle thì hình như là không bao giờ nổi loạn được, chỉ có là không sản xuất thôi. Tiền dương thì vẫn là ổn rồi. Chả phải lo gì cả. Order chính là khó làm. Đoán buôn của thằng kia sao nhiều tiền đấy. Lính xịn à. Nghìn gì mà tận nghìn mấy. Cái này cho thống đốc nên không có tác dụng với mình. Chọn cái nào cũng được. Không chấm 85. Bán một chỗ bán rượu đi.
Không, đúng rồi. Vào đây mở lại. Chà Khan đến tận ba nơi trồng lúa mạch. Chỗ này sản xuất rượu, bia. Bia thì đúng hơn. Tăng Tram này, nhưng mà chưa đến nước đấy. Không hiểu sao nó không có chức năng gọi là nâng cấp mấy cái workshop lên nhỉ? Tôi thấy nâng cấp workshop lên thú vị mà. Game này mà kết hợp với thêm một cái chức năng nữa là xây dựng thành phố thì khá tuyệt đấy. Nó sẽ có nhiều cách chơi hơn. Thu vừa đủ 700 vừa khi lỗ đít luôn. Thế cho nhanh. Hết lương. Các thành khác vẫn ổn chứ. Hello cutie pie. Biết anh đẹp trai rồi, cứ vuốt cầm mãi. Yamed mặt cười. Vãi, anh vuốt cầm mà cũng ý kiến à? Các thành khác đều cộng, mỗi thành này âm rồi. Thành này nguy hiểm quá. Bắt buộc phải ngồi trong thành mà không đi đâu được. Tôi đi nó nổi loạn là phiền lắm. Cái chết của thằng cháu mình nó sẽ vô nghĩa anh em. Lever sắp đủ rồi, cố lên. Mình ở đâu, nó phải là dòng này mới đúng này. Dòng này chưa phải, dòng này là cho thống đốc thôi. Dòng này mới đúng này. Ở trong thành vẫn luyện được quân nên không sợ lắm. Cái quét kia còn bao nhiêu ngày? Còn 9 ngày. Cốc cà phê á? Cốc này à? Mình không phải cà phê, đây là nước xấu. Tôi uống hết rồi, còn mấy quả xấu thôi. Uống cà phê này là chết rồi.
tăng tỷ lệ nổi loạn là có đấy, nhưng mà không biết nó có cộng không. Tôi thấy chỉ số nó vẫn thế thôi. Nó vẫn là trừ một điểm của một tổng đốc thái thú không cùng văn hóa và 3 điểm với thành trì khác văn hóa. Thì nó vẫn giống như thế. Hunting Rise trừ 0.2 là theo luật. Cái dưới thì cũng giống rồi, Security trừ 1.4 bởi vì lính trong thành nó ít. Nó vẫn thế. Có thể là tăng cái tỷ lệ, có thể là nó tăng cái tỷ lệ mà khi dưới 30 điểm trung thành nó sẽ có tỷ lệ nổi loạn tách đi cao hơn thôi. Chứ điểm loyalty thì vẫn thế. Rõ ràng mình có 3 đòn buôn, sau ở đây nó chỉ hiện có 2 đòn buôn nhỉ. À kia kia có 3 đòn buôn nhỉ. Nhưng mà đòn buôn ít tiền lắm. Xấu là trái cây à? Cũng có thể coi nó là trái cây. Quả xấu. Trong Nam không có quả đấy à? Nước sâu đá, ly sâu đá. Ở trong Nam mà có me đá đúng không? Thật ra miền Bắc bây giờ cũng có me đá rồi, nhưng mà xuất thân của me đá như là trong đấy. Đây, khi chúng ta đợi trong thành thì nó sẽ tăng 5 điểm loyalty trong mỗi ngày. Rất quan trọng. Tôi không có lính để donate. Lính của tôi toàn samurai à? Toàn lính của tôi nuôi mà. Tôi nuôi tôi dùng ấy. Mà đây cần gì phải donate, đây là mình điều vào được luôn mà. Rồi xong cái này rồi. Nốt cha đe để lấy nốt cái này. Ngâm xấu thì về đường với gừng. Phải có cả gừng nữa. Uống ngon lắm. Nó chua. Nhưng mà ngâm đường thì nó sao nó sẽ ngọt. Ngoài Bắc này ăn rau muống thì canh rau muống người ta hay dầm bằng sấu. Game này chơi katana mà, nhưng mà anh chưa có tiền, anh nói từ đầu rồi. Không có tiền. Chơi game này thì làm sao lúc đầu có tiền mà mua đồ xịn được. Nó là không thể. Springer God. Nào, ta có thêm một cái dòng Springer God. Cộng cho mình qua tiền. 18. Rồi, cái quest kia hỏng rồi, cái mẹ đó. Mấy thằng lính này đuổi đi. À, nó cũng tự đi rồi. Katana cái ngựa khó đánh nhau lắm. Chém tận trượt ấy. Security trừ 1.3 này. Thành này không tự tuyển quân à? Mọi thành này 161 lính chứ ít đéo gì đâu. Mà security thấp vậy.
Có cam xem chỉ nói chung mà tôi không bật cam thường xuyên đâu. Mày lo. Không cần phải vote. Thỉnh thoảng tôi mới bật thôi. Nagi, cái đấy có. Nhưng mà có một cái ca... đâu nhỉ? Naginata. Thật ra có một cái thanh nữa đó là Nagamaki. Nó giống katana nhưng mà dài hơn. Chưa tiền. Buổi đầu lập quốc tiền đéo được ra. Nghèo vãi lìn. Cái này càng lên cao nó càng tụt nhé. Nhưng mà mình cần là trên 30. Nếu không nó sẽ có tỷ lệ 1. Nhưng mà bây giờ kìa mình thoát ra. Sao chi cái gì thấp ấy nhỉ? Thằng này vẫn chưa cộng tiền nên tiền chưa vật vực được. Thế ông tưởng tượng mặt tôi như nào? Thầy bắt đầu cộng tiền rồi. Cộng 1.000. Trên 25 loyalty là hết tỷ lệ nổi loạn. Near 2 out trừ 2 security. Còn mạng 2 out kìa. Giả sử nó. Nhanh. Ok. Liệu thằng này có lên được phó tướng nếu cho thằng này theo? Hy vọng là sẽ lên được. Tưởng tượng là gạt phải. Thế ông tưởng tượng mặt tôi bình thường không? Tưởng tượng mặt tôi như nào? Ông nói ra xem nào. Điểm security càng tụt là do cái 2 out ở đây là nó trừ 2 điểm. Phá cái này xong là không lo nữa. Anh như Tokuda. Anh liền.
Mặt đều vãi trưởng. Mặt đàn ông nó phải đều đều chứ em hiểu không? Nó mới sát gái. Gái nó chỉ thích bad boy thôi. Giết rồi đấy. Ni 2 ao bỏ rồi, đợi thêm một lúc nữa mà. Có cái 2 ao nào nữa. Vẫn ni 2 ao. Chắc là phải hết một ngày. Bồi thì sao vẫn đi hay không? Bắt đầu xây rồi. Lính trong thành có cướp. Có thấy dòng nào trừ cái đấy vì cái đấy không nhỉ? Hello cutie pie. Vâng ạ, à, bọn em công nhận là anh rất sát gái, hầu như kem nào A cũng lột đồ ít nhất một cô mặt cười. Đúng rồi đấy. Hợp lý. Thế nào sao vẫn bị trừ ni hay ao nhỉ? À đây, có phải cái này không? Cái này cũng được coi là ni à? Nên sửa nốt cái này đã. Cho cái security nó dương lên đã.
Trong phần chỉnh tướng có chỉnh được văn hóa tướng không? Hình như chỉnh được đấy. Như chỉnh được ấy, xem nào. Ừ, nó cũng có lý đấy. Đấy, nếu mà có cái đấy thì sẽ bị đỡ đi một điểm. Chuyện văn hóa của đéo thì không có à. Edit thì là edit skin rồi. Không có. Không có văn hóa ở đây đúng không? Không có văn hóa. Cái này chỉ là chỉnh giao diện nhân vật thôi. Đâu bây giờ? Thái thú rồi này.
thì mình thằng vẫn cho tài thú nhưng mà bỏ vợ mình ra, bỏ vợ ra sau cho vợ làm một quân đoàn riêng. Thằng này vẫn là tài thú này. Sực cao quá rồi. Để xem là đã hết chưa? Hy vọng hết rồi. Chai khan lại bị trừ 172. Security dương rồi. Do cái trại đấy. Chưa đã có tướng để phó tướng nào. Chưa có samurai nào lên cấp cả. Phong tướng phải từ samurai đi lên. Cái buôn bán thành chắc chả bao giờ mình sờ được cái đấy. Thầy đừng cứ nghiên cứu nốt, có biết có đủ để lên không. Muốn lên nhanh thì phải có samurai cung. Có lên nhanh cái gì? Kiểu gì nó vẫn sẽ bị âm mà thế đéo rồi nhỉ. Đang có 119 điểm ảnh hưởng. Xem có luật là tăng trung thành không.
Luật này gần như bọn nó sẽ không thông qua. Luật này là cho thằng chủ cái len. Mình không được. Tower sẽ tăng security một cho mỗi ngày. Nếu mà security nhiều hơn 60 thì sẽ được cộng một điểm ảnh hưởng. Thuế trong thị trấn sẽ giảm 5%. Thật ra mình cần loyalty nhưng đéo cần security. Security mình kiểm soát được. Cái này thì gần như bọn nó không đồng ý. Loyalty insert 2. Không biết với 100 điểm. Loyalty insert 2. 17% người sẽ ủng hộ, 17% sẽ có ủng hộ. Nhưng mà mình cần khoảng ít nhất mình phải 200 điểm. Ít nhất mình phải 200 điểm thì mình phải đi donate đã. Đợi tao đi donate đã. Tôi đi donate lính để tôi lấy ấy đã. Xây dựng thì liên quan gì? Ban bố cái luật kia xong là nhiều khả năng mình sẽ ổn. 17% mà mình xét thêm 100 điểm ảnh hưởng của mình vào để tăng tỷ lệ. Tôi nghĩ là được. Hy vọng là được. 13 điểm đã vừa đủ. F5 phát nào. May quá. 60 điểm là đủ rồi. Hóa ra 150 điểm, không phải 100. Tí tính toán nhầm. Không sao. Với luật này là chúng ta vẫn có thể thông qua được. Như vậy loyalty sẽ được cộng 2 điểm. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta khá là nhiều trong cái giai đoạn này. Rồi loyalty ở đây chỉ còn âm 0.9. Loyalty đây dương 2, dương 1, dương 2. Như vậy ở đây vẫn bị âm 0.9. Hết điểm rồi. 0.9 nhưng mà security đang bị giảm 0.5. Security nó tăng lên một thời gian nữa, nó sẽ đỡ. Nó sẽ đỡ hẳn. Thái thú cộng loyalty còn sơi em. Nó tận ở nấc cuối cùng cơ mà. Gần như bọn thái thú nó không lên được cái chỗ này đâu. À nhầm, ở đây. Thái thú ở đây. Còn sơi mà nó mới lên được. Chả có thằng nào lên được à.
trừ khi mình học cho nó. Mẹ thế tốn mớ mớ tiền nhỉ. 300 điểm đã up được chưa? Vẫn còn, vẫn chưa bị đỏ thì vẫn up được. Thế thì up cho mấy thằng thái thú nhỉ. Thế phải tắt cái chế độ auto up skin nữa. Tên bọn này là cái gì? Butcher. Trước tiên là thằng Butcher trước đã. Học cho thằng Butcher này. Có hai thằng Butcher, Butcher nào vậy? Alapan Butcher. Rồi học Charm lên đi. Rồi tôi vẫn phải ở trong thành này một lúc, chưa thể đi được. Chào Huy Trần. Rừng. Rừng như nào ta? Festival and game. À, hình như là dừng thì mới kích hoạt được cái quest này đúng không? Cái quest này là dân nó phải dừng nó mới hoạt động à? À, tức là cái này không có tác dụng khi mà xây thành. Nó là vậy à? Mấy thành này vẫn đang xây dựng. Thế là tạm ổn. Cũng chưa cần phải xây. Nó là dừng thi công thì cái đấy, cái búp đấy mới có tác dụng à? Mấy thành này thì cứ cho xây.
có vẻ ổn đấy. Lên nó thành con kìa xem nào. Em vừa nhậu xong. Ờ. Cứ tự nhiên. Đủ 15 tướng là sao? Chắc gì 15 tướng mình đã vào đủ. Thế thì thằng này không cần phải up được. Dịch mà cũng nhậu được, có gì mà nhậu được, nhậu trong nhà ấy. Cả gia đình làm chén rượu, nồi lẩu. Sao không nhậu được? Trừ khi ông gọi người ngoài vào. Nhậu bình thường, có gì đâu. Có ai cấm nhậu đâu. Nhậu với vợ đúng rồi, gọi là liên hoan xác thịt. Liên hoan xác thịt. Nghe cái từ nên dung tục vãi liền. Chúng 6. Không xây thì cũng dở. Từ thực tế mình cứ phải up skin cho cái thằng thái thú đấy đã. Cho nó chuẩn chỉ. Mình cái thầy này nó khác là quan trọng. Những cái thằng kia thì mình kể mẹ nó bọn nó cũng được. Thống đốc sẽ có 10%, sẽ tăng một điểm thân thiện với các kiểu như nhà quý tộc ở trong cái thành đấy. Những cái nhà mà tuyển lính cho mình cũng được, rất quan trọng. Đó, chúng ta cần đến cái này, loyalty ở đây. Chỉ cần lên chạm bên đây là được. Xong rồi chúng ta có thể tiếp tục xây dựng được. Nói chung ông nhậu trong nhà thì không sao, kể cả nhà ông chục người. Ví dụ nhà 3 thế hệ chẳng hạn. 3 4 thế hệ mà không đến không 4 thì chắc không có đâu. 3 thôi. Nhậu bình thường thôi làm sao? Chả vấn đề gì. Trừ khi là các ông gọi người ngoài vào, gọi hàng xóm. Thật ra nếu mà gọi hàng xóm thì tôi nghĩ chắc chả vấn đề. Nhưng mà nếu mà bị xì đều ấy thì là oẳng thôi. Nhưng mà ở Hà Nội này thì nó chưa bị gắt gao như ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn tôi xem báo thì thấy nó gắt gao, nhưng mà thực tế như nào tôi không rõ. Nhưng mà ở Hà Nội này thì không bị gắt lắm đâu, vẫn nhậu được. Mấy khu mà không bị phong tỏa, quanh đấy không bị phong tỏa cách ly, người ta vẫn nhậu mà. Ý thức thôi. Quan trọng là ý thức thôi, chứ còn ý thức như con kẹt thì
Chiến dịch này có vẻ khó, khó tí cho nó vui anh em. Bộ binh mình không có khiên nó sẽ là một cái bất lợi. Nhưng mà bù lại nó sẽ cho cái game này nó thú vị hơn. Đi đâu mà thiệt. Đúng không? Đây là cho clan leader nên chọn cái đéo nào cũng được, nên chọn cái nào cũng được. À quên, chưa sắp xong. Malapan thằng này còn một điểm. Đi đánh nhau tớ tĩnh ổn định, cái trai Khan này đã đang đánh nhau giờ xong nó nổi loạn nên thì nó chuyện khỉ. Cái thành này nó vướng, cái thành này chưa xử lý xong cái thành này anh em. Đánh nhau vội cái gì? Đánh xong thành nó nổi loạn thì lại mất thời gian chiếm lại. Bình tĩnh. Chơi game nó phải bình tĩnh. Lột đồ thống đốc đem bán anh người. Nói chung là không cần thiết. Thành này mà ổn thì sao đầy tiền. Chỗ em chặn đầu thì chỗ em ở trong dịch, tâm dịch thì chả thế. Cộng thêm em phải ý thức nữa. Ý thức của em đéo ra cái gì thì nó chặt chặn. Security dần tăng dần rồi. Ờ, chắc đây anh full rồi đúng không? Chuyển sang leadership đi. Không, mà từ từ, mình đang... Cứ mỗi 5 skin mà trên 250 điểm sẽ cộng cho mình một ảnh hưởng mỗi một ngày. Đó, cũng được. Mắc cái charm đấy. Đang cần charm, đang cần điểm đấy. Mắc charm lên bao nhiêu? Cái charm này là bao nhiêu? 275 chắc là được. Ừ. Cái tăng thuế thì muốn up nốt cái công trình này nó đang dở nửa rồi. Tăng thuế đây đúng không? Rồi, đây đúng không? 10-15% này. Mình muốn up nốt cái tường thành này. Đợi đã. Đợi qua tháng ngày đã anh em. Cái gì phải vội cả. 1.500 tiền lương. Mình ổn định nốt tốt trai Khan thì sau mình chả phải lo gì. Đi đánh thành. Đánh thành nào dứt điểm thành đấy. Rồi. Cộng 10 loi tí 4 nước. Xong. Thằng này không cho học nữa. Hết tiền rồi. Cộng 15 luôn. Xây tiếp cho anh cái này. Xong rồi xây cái này. Cái này đang xây dở. Xây cái này trước đi. Cái này. Cái này. Xe cho thêm 10k nữa này. Đéo bao giờ lo nổi loạn luôn. Đéo bao giờ có chuyện nổi loạn luôn. Cộng 10 điểm.
Thành này là không bao giờ có nổi loạn nữa rồi. Yên tâm đi công tác rồi. 9 đang lên level. Katana Kiyosu. Bây giờ tôi không đủ điểm để tuyên chiến với ai cả. 60 điểm tôi vẫn chưa đủ. Bây giờ tôi phải đi donate lính để đánh nhau với thằng thằng nào cũng 0% này. Mỗi khu rát 19%. Mỗi khu rát thôi. Khu rát là 19%. Thì cũng chưa đủ. 60 điểm. Tuyên chiến là 100 điểm. Tuyên chiến với cả thêm 60 điểm để mình chắc chắn là sẽ được thông qua. 60 cũng chưa chắc đâu, phải tầm 150. Thế nên là phải đi donate lính. Đi donate lính thì mới có thể tuyên chiến đánh nhau được. Khá là phiền. Đó, thôi chúng ta dừng đây anh em. Sau chiến tiếp. Ổn định được chai khan rồi, rồi mới tính tiếp được. Rồi anh em xem thấy hay thì bấm nút subscribe, nút chuông để ủng hộ mình. Hẹn anh em ở những tập tiếp theo trong series Thiên Hoàng Nhật Bản này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.